Chào các bạn nhé. Hôm nay mình tiếp tục test máy CNC mini 500x500 nhé. Spinner 500W này. Đấy, 500x500 phạm vi chạy bên trong được 34x35cm nhé. Đấy, đây, máy CNC mini mẫu mới nhất bây giờ nhé. Thì là con máy này thì sử dụng bộ điều khiển Arduino nhé. Đây, toàn bộ điều khiển bằng Arduino này. Đấy. Đây, mình làm lắp theo yêu cầu của khách hàng nhé. Đấy, bình thường các bạn lắp Mac 3 thì mình vẫn lắp Mac 3, còn các bạn thích lắp Arduino mình lắp Arduino nhé. Đây, toàn bộ mạch Arduino này. Đấy, mình đang test máy chạy đi nhé. Đấy, đây phần mềm của nó đây, phần mềm BCNC nhé, của Arduino. Đấy, thì bạn nào có nhu cầu quan tâm đến cái dòng máy CNC mini nhé, chạy mạch Arduino này nhé. Đấy, chạy mạch Arduino này thì các bạn liên hệ với số Zalo của mình nhé. Đấy, liên hệ với số Zalo mình sẽ tư vấn máy cho. Đấy, các loại máy. Đấy, dùng các loại mạch khác nhau nhé. Dùng mạch các bạn thích dùng mạch Mach 3, hoặc các bạn thích thì dùng mạch Arduino, mình lắp Arduino theo yêu cầu nhé. Đấy. Còn các bạn nào thích thì dùng Mach 3 thì dùng Mach 3, mà dùng Arduino thì dùng Arduino nhé. Đấy, máy mình test trước khi mình đóng gói cho các bạn, mình test rất là kỹ nhé. Đấy, mình test G-code rất là kỹ, sau đấy mình mới đóng gói. Đấy, bộ điều khiển của nó trong hộp này nhé. Đấy, thì cái hộp này thì cắm sẵn hết, tất cả các đầu jack, chân jack cắm sẵn hết rồi. Đấy, các bạn về các bạn chỉ việc kết nối, có một cái jack kết nối vào cổng USB của máy tính thôi nhá. Đấy, kết nối vào jack cổng USB của máy tính nha. Đấy, và cài đặt phần mềm và chạy thôi. Đấy, còn toàn bộ máy thì mình chỉnh hết rồi. Đấy, motor này lắp ráp rất là dễ nhá, các bạn chỉ việc chụp vào đây thôi, bắt 4 ốc vào đây là xong. Motor trên này cũng thế nhá, các bạn chụp xuống nhá. Chụp xuống nhá và bắt 4 ốc vào. Đấy, còn khớp lối này thì nó đã có cái lục giác nhá. Lục giác các bạn có thể vặn cái lục giác ở đây ra này. Đấy, vặn lục giác, hai con lục giác ở đây ra để mình tháo cái motor này ra, hoặc là lắp motor vào thì mình khóa hai con lục giác này là xong rồi. Đấy, của trục X với trục Y và trục Z thì nó giống y xì nhau nhá. Đấy. Lắp đặt motor giống y xì nhau luôn. Cái thanh gen thì mình để nguyên nhé, vít me với thanh gen để nguyên không tháo ra này. Đấy, mình để nguyên xi lắp sẵn hết rồi nhé, để nguyên xi hết cho bạn, các bạn không cần phải lắp ráp nhiều. Đấy, còn spinner thì đây chỉ có mỗi hai ốc này, các bạn lấy lỏng con này ra, các bạn rời cái spinner ra được. Đấy, khi gắn này xuống, spinner xuống thì chốt hai ốc này là xong nhé.